Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Thành ủy Buôn Ma Thuột báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy có một số khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhân dân, song Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc huy động các nguồn lực đầu tư còn hạn chế, sản xuất nông nghiệp chưa phát triển bền vững, liên kết trong sản xuất chuỗi giá trị còn yếu, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn còn diễn biến phức tạp. Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng các chợ, chuyển đổi mô hình quản lý chợ phường xã còn chậm. Tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích còn xảy ra ở một số địa phương. Trong 6 tháng cuối năm 2021, thành phố tiếp tục bám sát vào các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp mà nghị quyết của Thành ủy đề ra. Trong đó tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện nghị quyết 05 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã nghe và giải đáp một số đề xuất kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột về cơ chế tài chính ngân sách, quy hoạch phát triển, tổ chức cán bộ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột. Qua buổi làm việc, đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần tiến hành rà soát các nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các ngành địa phương tích cực có giải pháp, thực hiện đảm bảo hoàn thành và vượt mức kế hoạch đã đề ra. Buôn Ma Thuột thì tiếp tục thể hiện cái vai trò là cái đầu tàu kinh tế, là cái trung tâm của tỉnh. Vì vậy thì đề nghị Thường vụ Thành ủy phải tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt cái mục tiêu kép vừa kiểm soát phòng chống dịch có hiệu quả và vừa đẩy mạnh các cái giải pháp để phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội đời sống cho nhân dân và triển khai có hiệu quả các cái chính sách mà trung ương có cái hỗ trợ trong cái thời gian tới. Phải đẩy mạnh cái thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính thì các đồng chí trong đoàn công tác, anh Tuấn Hà và một số đồng chí thì cũng đã có ý kiến rồi. Tức là Buôn Ma Thuột là phải là một cái đơn vị mà thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất cái công tác cải cách hành chính. Với cái khối lượng công việc về nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong cái quan hệ công tác với chính quyền thì rất là lớn. Thế thì cái yêu cầu này cũng là một cái áp lực đặt ra cho các đồng chí. Tuy nhiên thì với cái vai trò là đô thị của tỉnh thì đề nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm cho công tác này. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và sử dụng có hiệu quả cái nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Trong đó thì các đồng chí lưu ý trong cái việc là sớm giải quyết những cái vấn đề vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để nhanh cái tiến độ giải ngân thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm mà tạo ra cái động lực, tạo cái nguồn thu, tạo cái tăng trưởng cho thành phố Buôn Ma Thuột. Về công tác xây dựng đảng thì đề nghị Thường vụ Thành ủy các đồng chí quan tâm về lãnh đạo về công tác xây dựng đảng, đặc biệt là công tác liên quan đến công tác cán bộ, các cái khâu của công tác cán bộ. Trong đó thì lưu ý là về công tác quy hoạch và công tác luân chuyển. Như đồng chí trưởng ban tổ chức đã có ý kiến, rồi công tác đoàn kết nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ cũng hết sức là lưu ý. Và tiếp tục thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thành phố Buôn Ma Thuột cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân
trong phòng chống dịch COVID-19, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021.